Mi ơi, Xin chào cô chú. Hôm nay con đi học xong, đòi qua quán nè cô chú. Hôm nay con đi ăn món gì vậy? Hôm nay con đi ăn món ăn Trung Hoa. Giờ này là 7 giờ tối rồi cả nhà. Mà nó tối ngày nào bắt đầu vào thu rồi á, cho nên là thời tiết nó nhanh tối. Chứ mà mùa hè là hiện tại 7 giờ tối là nó còn nắng rất là nhiều luôn á. Hôm nay dẫn Bi đi ăn món Trung Hoa nè. Cái quán này mình ăn nhiều lần rồi, rất là ngon luôn. Quán này đi đến đây mình có nhu cầu chụp ảnh, người ta đem máy ảnh ra chụp cho mình luôn. Xong rồi mình lấy về một tấm, rồi một tấm mình treo ở đây ha. Ở đây có rất là nhiều ảnh của các khách hàng để đến đây ăn xong rồi chụp ảnh nè. Cô chú nhìn ở trên ha, có ảnh của Bi trên nè. Nhưng mà bữa đó chụp mình cái nó bị nhòe quá trời luôn, không có thấy rõ Bi nữa, cái mặt trắng tươi luôn. Mẹ ơi, robot này mẹ lấy món đây mẹ. Ở Hàn Quốc bây giờ những cái quán ăn mà lớn lớn rộng quá thì người ta không ít cái xài nhân viên lắm cả nhà, người ta xài nhân viên ở trong bếp thôi à. Còn ở ngoài này á, người ta tận dụng robot nè, robot nó giao món ăn như vậy nè, thấy nó tiện lợi ha. Nghe rất là nghe lời luôn nha, nó chạy tới cái bàn số mấy là nó dừng dừng vậy nè. Tiền điện mình nghĩ là nó rẻ hơn tiền công rất là nhiều, cho nên là bây giờ người ta tận dụng xài robot nhiều lắm. Cô chú ơi, cái này là jambon với mì đương đan thực chân xù, ăn cùng con nha cô chú. Cái này có ăn được khác không? Cái này ba không ăn được khá luôn ba. À mà bụng bự giống heo hơn. Trời trời sao con nói ba giống heo? Vì thì nó thích ăn chăm bông đúng không? Dạ mẹ. Cái món chăm bông ở đây rất là ngon luôn cả nhà, rất là đậm đà luôn. Đặc biệt ha, mà cái tô ở đây cũng bự, bự lắm, bự luôn. Trời ơi con gắt ớt nhiều vậy? Nhiều quá cay ăn được đâu. Con đã thích cay, người Hàn Quốc, người Hàn Việt là thích cay. Cay nhiều, ăn cay nhiều nó không tốt đâu con. Nhưng mà con ăn thử mà không cay, thiệt không cay luôn. Đó, chăm bông, thịt chiên xù nè, còn cái này là mì tương đen. Cái tô nào cũng bự bự hoành tráng không à. Người Hàn Quốc người ta thích ăn mấy cái bún mì mà ăn cái tô bự bự không à. Ôi, thịt chiên xù ngon quá, ba chắc ngon luôn. Con ăn mà ba thấy cười, chắc con ăn cay ba mắc cười luôn. Là ba mở ớt luôn đây ba. Hồi chắc ba bắt trước đi bỏ ớt vô. Cô chú ơi, con ăn thịt chiên xù mà ngon dữ lắm. Cái thịt này nó mềm mềm ha Bi ha. Dạ mẹ, ngon. Con muốn ăn hoài luôn, ngày nào muốn ăn luôn. Vài bữa đi ăn đây nữa nha mẹ, ngon quá. Tại sao ăn nữa mẹ, ngon quá. Ủa sao ba gấp cho bị tiên đen ngon? Dạ ba gấp cho ngon hơn. Mà ba ơi, cảm ơn ba. Ý cô chú ơi, bị tương đen là màu đen đen. Ừ thì mì tương đen thì nó phải màu đen chứ, không lẽ mì tương đen nó màu trắng. Thịt chiên xù với nấc bì chấm ngon quá. Con đi xỉu đây. Ủa ba ăn thịt chiên xù mà miệng bự vậy được không ạ? Trời trời, con sao con nói vậy ba mắc cỡ ba không ăn sao? Miệng bự là đúng mà. Vậy đó hả? Đúng. Nói thiệt đúng không? Dạ. Trời ơi, nhìn cô Bi mất ban kìa Bi. Thèm ha. Thèm quá. Đâu nhìn cái lên cái mẹ chụp hình nền cho nè. Bi nhìn mẹ chụp hình nền cho. Đó, 1, 2, 3, cắt. Mẹ ơi, mẹ thấy con mất ban giỏi không? Quá xuất sắc luôn, quá giỏi luôn. Bi ăn quá trời ngoan luôn. Ăn hết một dĩa rồi nè. Chắc cái bụng no quá à. Hôm nay con ăn mấy chén, thấy mẹ biết không? Ăn hôm nay ăn 2 dĩa. Không đúng, 3. Ăn gì cái bụng chắc bự lắm hả Bi ha? Ui, mất buồn. Mẹ giỡn thôi. Đúng ông, ha. Ông kia mà ăn mì hoặc là ăn mì tương đen là nhìn thèm ha. Nhìn rất là ngon miệng luôn. Dạ đúng. Trời ơi, ba mình mất ban. Chắc một ngày làm mất ban có tiền 30 ngàn quá à. Ồ vậy đó ha. Dạ. Chắc lập một cái nick cho ông kia mất ban ha. Ok. Có khi đừng còn 50 ngàn luôn. Cô chú ơi, thịt chiên xù thấy ngon không cô chú? Nhìn là thấy ngon rồi đó. Nhìn quá chị bắt mắt luôn. Ba ơi, ba ngon không? Con cho phân nửa đi ba. Trời cho phân nửa sao ăn hết con? Ăn hết được. Ăn hồi chắc bụng bự quá à. Ôi. Ờ, bé giỡn. Giỡn mấy lần? Giỡn 2 lần. Mẹ kia cục. Nửa rắc ớt nữa, cay quá sao ăn được. Con là thích ăn cay,
Người Hàn Quốc là thích ăn cay. Tại vì Bi thích ăn cay thôi, chứ em bé Hàn Quốc không có ăn cay được đâu. Em bé ở Hàn Quốc là nhiều đứa người ta không ăn được cay. Ăn kim chi là phải rửa rửa lại mới ăn được á. Chứ mà nếu mà nấu món cay bình thường là không ăn được đâu. Tại Bi là thuộc cái hợp chuẩn ăn cay thôi á. Con là ở bụng có cay chút xíu thôi. Chắc là lúc đó mẹ có bầu Bi, mẹ ăn cay nhiều cho nên là Bi quen á. Bi ăn từ trong bụng luôn, bây giờ quen mới ăn cay nhiều vậy đó. Mẹ ơi, con nãy ăn mà muốn chuẩn bị ăn nữa mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đi ăn nữa không? Ăn mì mà ăn muộn. Kỳ vậy? Mẹ ơi, con bắt trước hơn mẹ. Bắt trước ai kỳ trời? Con ăn muộn thử mẹ. Con ăn đủ hoài là bình thường thôi. Bây giờ con ăn thịt chiên xù mốc băng. Ngon không? Ngon lắm luôn. Nhìn là thấy ngon rồi đó. Sao con muốn ăn nữa quá? Ăn nữa mập sao? Mẹ ơi, mẹ sao gẹo ba lượt? Mới có ba lần thôi. Mẹ gẹo con khóc luôn à? Cô chú ơi, con ăn hai dĩa rồi cô chú. Dĩa thứ hai đó, chứ mẹ thấy là như dĩa thứ ba, thứ bốn hay sao vậy ơi? Mẹ ơi, phải gẹo đúng không mẹ? Cái này không phải gẹo đâu, đây đúng. Là thiệt. Trời ơi, ngon quá, con mắc xỉu rồi, con xỉu nha. Cô chú ơi, hôm nay là con uống nước ngọt luôn tại thấy ăn ngon, người ta là ăn nhiều mà con không ăn thôi, rồi con muốn ăn thử miếng thôi rồi con ăn luôn. Tại sao là con không ăn thiệt. Ngày mai là giảm cân. Rồi giảm cân nữa, có mập nào giảm cân. Uống nước ngọt là sâu răng, tại bình thường là Bi nó không có uống nước có ga cả nhà ơi, không có cho uống nước có ga, uống nhiều là sợ nó sâu răng á. Cái nhưng mà lâu lâu đi quán là nó hay thèm, chứ ở nhà thì nó không uống. Con uống nước ngọt là găng xô răng, rồi không uống nước ngọt được mà hôm nay là thấy ngon quá uống luôn. Tối con đi đánh răng sạch sẽ, đánh răng hai lần rồi đi ngủ nha cô chú. Khoan nha cô chú, con ở shampoo nước có ngon không, ngọt ngay không, cay không? Con uống thử nước mì quăng vô áo của con rồi. Nhưng mà khoan cô chú, con lấy shampoo nước rồi có thịt chiên xù trắng ngon không? Thịt chiên xù chấm với nước mì chấm bông là thiệt tình ngon. Xin chào tạm biệt cô chú. Hôm nay là con đi về làm tiếng bự nha cô chú. Bye bye.